Nhà anh có EX155 không? Em thấy anh toàn lên X150. Anh không lên nhanh, em bỏ follow anh đấy. Ui, từ từ em, đấy có ngay. Một dàn EX155 của em đây. Hôm nay nhà anh mới về khoảng gần 10 con và đủ các màu cho em lựa chọn luôn. Từ màu trắng này, màu xám xi măng này. Một số xe đã lên đồ chơi sẵn và đăng ký sản xuất từ đời 2021 cho đến 2023 thì mời em xem qua xe nhé. Tất cả những chiếc xe này thì anh đều cam kết là máy bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng luôn. Đấy, đầy đủ các màu cho anh em lựa chọn và có hỗ trợ sang tên làm biển này. Em cứ yên tâm, thích xe gì anh lên cho em đấy, không cần bỏ follow gì cả. Máy hay rủ bạn bè vào trong này xem kênh của anh đi. Đây, máy cam kết bảo hành cho anh em 1 năm nhé. Anh em có thể xem qua này, chiếc này đăng ký sản xuất 2021 nên là xe thì người ta cũng qua sử dụng lâu tầm 2 năm rồi. Thế nên là nó không được mới như chiếc 2023 này. Đây, chiếc màu xám xi măng này cực kỳ mới luôn này. Đấy, anh em có thể nhìn này, tất cả ốc trục kia các thứ là nguyên zin hết, từ cái nước này, đồ sáng trưng luôn. Đây, như chiếc này đăng ký 2023, anh em nhìn lốp này dày nguyên luôn này. Chiếc này màu đen nhám thì bên mình đang chào bán là hơn 30 củ một chút thôi anh em ạ. Còn mấy chiếc khóa chìa như này thì nó còn khoảng gần 30 củ thôi. Đây, màu đỏ này, màu monster này. Đây, cái màu bản giới hạn này cũng rất là đẹp này. Đây, hơn 30 thôi em, chốt đi. Anh nên rủ tất cả anh em bạn bè vào đây xem kênh của anh đi. Đấy, follow cho anh còn giảm cho em từ 3 đến 5 củ nữa cơ. Đấy, hỗ trợ góp trước cho em khoảng tầm độ 7-8 củ là có thể lấy xe. Hỗ trợ sang tên làm biển, nên là cứ yên tâm đến đây ủng hộ cho anh. Nếu kết tất cả những chiếc xe này thì alo ngay cho anh nhé. Thích màu nào anh sẽ tư vấn cho. Xin chào em.